Được, bây giờ anh em Ok. tôi lại tiếp tục bốc một xe đây. Bốc gần gần đường nhá. Đây. Cái cọc 2,2 m mà gần đầy rồi. Thiếu khoảng 20 phân thôi. Đây, cắt 2,2 m nhá. Đây vẫn cái đồi cũ nhá các bác nhá. Cái đồi vài hôm trước mình quay video ra cái đấy. Đang khai thác cái đồi này chưa xong nhá. Bây giờ bắt đầu là đưa vào. Có phá đơ mà. Xong lại đi. Chả nhất rồi hả? Chẳng. Xe này cũng khá nhiều rồi. Nhất à? Nhất. Đây. Bà con đang dọn đường. Dọn đường tí người ta đi bốc vẩu. Cái đồi thế này cắt gần xong. Xe thứ 5 ở đây, thế này. Còn đang chơi về đây. Con này nó cũng kỳ luôn nha. Bà con này đói thì bây giờ ăn cơm. Bốc xong một xe là ăn cơm. Bác bằng mấy lốc nha. Đây là bản thân mấy lốc nha. Qua cái đoạn này nhé, cái đoạn này đi hơi khó vẫn đi được nhé, lầy quá các bạn. Đây là qua chỗ này là phía này xuống một cái vực nhé, dưới dốc đây không dốc mấy nhưng mà dưới khá dốc đấy. Xe thật mệt đấy. Tháo nước ra nhưng mà vẫn chưa hết vì trong này nó sâu quá. Thank you.
hôm nay thì anh em này bốc củi nhá. Cái này mang đi cân thôi. Đây. Đây cái củi mỡ này nhẹ thôi. Cái này mang đi cân thôi nha các bác nhá. Quỷ mới này cân hiện tại là 600 thôi. Quỷ mới nó rẻ hơn quỷ keo nhé. Quỷ keo thì được 800-900. Còn viên gỗ, gỗ keo mang đi cân thì phải hơn 1000. Nhưng mà cái quỷ mình cắt linh tinh nhỏ như này mang đi cân thì nó vào 800. Nhưng mỡ thì nó lại rẻ. Nhưng mỡ bán khối thì nó lại đắt nhá. Bán khối thì nó lại hơn keo, nhưng mà bán cân thì nó lại không bằng keo. Bây giờ bốc cái củi này là bốc theo xe, theo thùng nhá. Bốc theo dọc, không bốc ngang như bốc bốc ngoài gỗ đâu. Bốc dọc theo xe nhá. Lấy kia xuống đi em. Đây, bây giờ bốc xong rồi đây. Một xe khổng lồ đấy nhá các bác ơi. Đây là củi. Chở nó không như gỗ đâu các bác ạ. Đây nhá. Xin chào anh em. Hôm nay thì đội anh em ta ấy lại đi cắt gỗ. Đây. Vừa đi theo con xe nó đi qua bên này lầy quá. Cho nên là đi nó hơi khó nhá. Đi sau trợ giúp con xe nó đi qua rồi. Bây giờ anh em tôi là phải về đi cắt đồ nhá. Đấy. Vất vả các bác ạ. Cuộc sống trên vùng cao nó thế. Anh em xem video của mình thì hãy nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Và các bác xem video của mình ấy, nếu thích hay không thích thì các bác cứ để bình luận ở dưới nhé, comment bên dưới để mình còn biết làm video hay hơn nhé.